Khánh Ngọc mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong quá trình chinh phục một cô gái, nhiều chàng trai nói rằng họ thực sự không hiểu phụ nữ đang nghĩ gì. Đầu tiên thì cởi mở, nhưng ngay sau đó lại quay ngoắt 180 độ, tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng. Phản ứng đầu tiên của nhiều chàng trai là bối rối, và sau đó họ bắt đầu điên cuồng để theo đuổi, và đó là những cuộc rượt đuổi không có hồi kết. Thực ra trong chuyện này thì đàn ông đã gặp vấn đề ngay khi đặt nền móng. Các bạn nên biết là nền tảng tình cảm giữa nam và nữ trong giai đoạn này là không nhiều, nên rất dễ nảy sinh những hiểu lầm. Có thể bạn là một chàng trai tốt, nhưng cách bạn truyền đạt thì chưa tốt. Ví dụ cô gái đòi hỏi bạn phải là người đàn ông 100 điểm, nhưng mới chỉ thể hiện cho cô ấy thấy bạn chỉ có 60 điểm. Trong khi thực tế có thể là bạn có 120 điểm. Vậy thì trước hết, Khánh Ngọc muốn nói rằng trong quan hệ nam nữ không có sự công bằng theo đúng nghĩa đen. Quan hệ nam nữ là sự bổ sung cho nhau. Đàn ông càng muốn công bằng thì bạn càng mất điểm với một cô gái. Bởi vì vốn dĩ bản chất của việc theo đuổi là một bên luôn luôn chủ động giao tiếp với bên kia và thể hiện quyết tâm với bên kia. Và thực tế đã chứng minh rằng những người đàn ông thất bại trong việc tán tỉnh con gái đều là do bạn phạm phải lỗi hành vi rất nhỏ nhặt xuất phát từ cá nhân. Vậy những hành vi đó là gì? Thứ nhất là khả năng chịu đựng kém. Biểu hiện của sự bùng nổ nội tiết tố của đàn ông là khi đàn ông cởi mở, hào phóng và đàng hoàng. Một người đàn ông như vậy rất hấp dẫn các cô gái. Chúng ta đều hiểu nam và nữ chính là âm và dương. Nam là biểu hiện của sức mạnh, nữ là biểu hiện của yếu đuối. Đây là cách để hai bên bổ sung cho nhau. Phụ nữ đòi hỏi sự dỗ dành, chiều chuộng của đàn ông, còn đàn ông thì phải đáp ứng nhu cầu đó của phụ nữ. Nhưng một đàn ông không có khả năng chịu đựng trước sự nũng nịu và những thử thách của phụ nữ thì anh ta chắc chắn không thành công. Khánh Ngọc không nói rằng bạn phải cắn răng chịu đựng, mà phải biết cương nhu, biết mềm mỏng. Điều này nó thể hiện khả năng giải quyết vấn đề của bạn và cũng thể hiện sự nam tính. Còn nếu bạn không đủ khả năng chịu đựng trước vài thử thách nhỏ của phụ nữ, bạn sẽ tự hạ thấp đánh giá con người của bạn. Thứ hai, đó là không có chính kiến. Trong tình yêu nam nữ thì chính kiến là rất quan trọng. Khánh Ngọc ví dụ, bạn mời một cô gái vào nhà hàng ăn tối. Bạn chia thực đơn về phía cô gái và nói: em lựa đồ ăn đi, gọi bất kỳ món gì em thích, anh ăn gì cũng được. Thoạt đầu thì thấy rằng là bạn này rất hào phóng, rất lịch thiệp. Nhưng hành vi này đang khiến cho phụ nữ đánh giá thấp về bạn, bởi vì bạn đang khiến cô gái bối rối trong lần hẹn hò với bạn. Để đạt được điểm cao hơn trong mắt phụ nữ trong những cái hoàn cảnh như vậy thì đàn ông phải là người hướng dẫn để cô ấy cảm thấy rằng bạn rất coi trọng việc bạn hẹn hò với cô ấy. Hành vi này đương nhiên sẽ được cộng điểm. Ví dụ bạn cầm thực đơn và giới thiệu cho cô gái một số món ăn ở nhà hàng này, đồng thời là bạn đưa ra một số những gợi ý cho cô ấy về việc chọn món, nêu ra chính kiến của bạn. Hình ảnh của bạn lúc này trong đầu cô gái sẽ rất khác. Họ cảm thấy đi ăn với bạn thật tuyệt vời. Đây chỉ là một ví dụ. Trong quá trình tán tỉnh yêu đương có rất nhiều tình huống nảy sinh mà đàn ông phải là người đưa ra chính kiến. Nếu bạn ba phải thì bạn sẽ thất bại. Hành vi thứ ba là thiếu quyết đoán và rơi vào bẫy cảm xúc. Những người đàn ông này thường nhút nhát, chậm đưa ra quyết định. Khánh Ngọc lấy ví dụ như thế này. Khi bạn lái xe tới một ngã ba đường, bạn không biết phải đi hướng nào, bạn dừng xe lại để suy nghĩ. Hành động này của bạn làm ảnh hưởng đến rất nhiều người đang tham gia giao thông.
người đàn ông thiếu quyết đoán mới làm như thế. Giải pháp đơn giản nhất là bạn tiếp tục đi chậm theo hướng xe bạn đang chạy, và trong quá trình này sẽ xác định hướng chính xác của mình. Bởi dù đi sai đường thì bạn vẫn luôn có cơ hội quay lại về đích. Điều này cũng đúng trong mối quan hệ tình cảm khi bạn đang hỗn loạn. Lúc này bạn sẽ sợ hãi mọi thứ và không dám quyết đoán điều gì. Bạn muốn nói chuyện với cô gái mà không dám nói vì sợ nói sai, nhắn tin cũng sợ cô ấy không phản hồi. Và trong lúc bạn đang còn chần chừ thì cô gái đấy đã thuộc về người khác rồi, đúng không ạ? Hành vi thứ tư là nói thẳng, nói thật và thích tranh luận với phụ nữ. Thực tế, phụ nữ không thích những người đàn ông quá thật thà, nói câu gì cũng thật. Lời nói thật không có yếu tố lãng mạn, mà tình yêu thì lại rất cần điều này. Nếu bạn là một người đàn ông luôn thích nói thật mọi chuyện với con gái, kể rất nhiều sự thật cho cô ấy nghe, phụ nữ sẽ thấy rất nhàm chán về điều đó. Ngoài ra, một cái hành vi mà phụ nữ rất ghét đó là đàn ông thích tranh luận, tranh cãi với phụ nữ về một vấn đề nào đó. Đàn ông nói thật, nói thẳng dễ làm tổn thương phụ nữ, và phần lớn là không biết cách làm cho phụ nữ vui. Nếu bạn thắc mắc rằng bạn thật thà như vậy, tại sao con gái lại không thích, thì đây chính là lý do. Vì sao những người đàn ông hư dễ tán được gái? Không phải là nên nói dối, nhưng nếu bạn có khả năng thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của mình khi giao tiếp với phụ nữ, sẽ khiến cho phụ nữ hào hứng hơn, câu chuyện của bạn cũng đỡ nhạt nhẽo hơn. Và nhớ là không nên tranh luận với phụ nữ làm gì. Đúng sai trong cuộc tranh luận đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hành vi thứ năm là căng thẳng cảm xúc. Một số chàng trai thiếu cảm giác an toàn, luôn lo lắng về sự được và mất, cảm thấy khó tìm được bạn gái, hoặc là rất muốn thể hiện, muốn nóng lòng, muốn lấy trái tim mình ra và cho đối phương xem. Như mọi người đều biết ấy, thì điều này vô hình chung gây ra rất nhiều áp lực cho các cô gái và căng thẳng tâm lý với chính mình. Nắm cảm xúc giống như nắm cát trong tay, càng muốn nắm thì càng rơi nhanh. Người Việt có những câu rất hay, đó là lạt mềm buộc chặt hay là mềm nắn rắn buông, đúng không ạ? Hành vi thứ 6 là thích đặt tiền trên môi mọi lúc mọi nơi. Chúng ta thường nói rằng tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì cũng chẳng có gì. Tiền bạc rất quan trọng và chúng ta không có gì phải giấu giếm. Nhưng đàn ông không nên thường xuyên nói về tiền bạc, vì nói nhiều đến tiền bạc kể dịp nào rất dễ gây cho người ta cái ấn tượng đặc biệt về vật chất. Thực tế cho thấy những đàn ông càng thiếu thốn thì càng khoe của. Nên trước mặt phụ nữ đừng cứ nhắc đến tiền, phụ nữ sẽ nhìn bạn với một con mắt khác. Quý vị và các bạn thân mến, theo đuổi một cô gái tất nhiên không quá khó khăn, vì vốn dĩ phụ nữ cũng có nhu cầu muốn có một người đàn ông, phải không ạ? Chỉ là anh chàng đó phải là người mà cô ấy thực sự thích. Nếu muốn phụ nữ đánh giá cao bạn thì không nên dễ dàng hạ thấp đánh giá của một cô gái về bạn, các bạn nhé. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.